Trưa 30 Tết thì chợ của mình vẫn còn dưa hấu và hoa mọi người ạ. Nhiều cô, nhiều chú thì bán chỉ có 10.000 một trái, 5.000 một trái. Rồi hoa thì giảm giá xuống còn 20.000, 10.000 một chậu. Hỏi thăm thì mấy cô, mấy chú nói tình hình chung thôi con ơi. Giờ chạy chợ nào cũng vậy. Đâu phải có cái chợ này không đâu, cô bán tới 4 chợ đặng. Có chợ này như vậy là đỡ nhất á, còn mấy chợ kia còn chết nữa. Hôm qua nay là cô chở mấy chợ kia lại đây bớt rồi đó. Nhà nhân thì năm nay có trồng hoa và có mua thêm một số để trang trí bên quán, nhưng mà mua hồi gầm đặng. Thế vậy thôi, ủng hộ mua thêm một mớ nữa. Còn cái hình con công này là hổm gài đặt trên mạng mà chưa có thời gian để ngồi trang trí Tết. Nhân á thì Nhân nghỉ bán online rồi, nhưng mà bán offline thì tiệm của Nhân vẫn còn bán, cho nên là không có rảnh thời gian để trang trí nhà cửa, không có lau chùi dọn dẹp gì trơn á, để nguyên vậy luôn. Bán offline năm nay cũng trộm vía lắm, mấy bạn lại hỏi mua bánh kẹo và đặc biệt là bánh Danisa này rất là nhiều. Mua tại quán thì các bạn sẽ được chiết khấu phần trăm nhiều hơn ha, đảm bảo giá cả cạnh tranh nhất thị trường luôn. Còn cái này Nhân khui ba cái hộp truyền thống size nhỏ, móc thêm cái con công mà đặt hôm trước Tết nữa. Tối nay là đêm 30 rồi mà mới trang hoàng nhà cửa, mới chuẩn bị dọn dẹp. Cái này Nhân thấy không phải một mình mà đa phần anh chị nào mà buôn bán kinh doanh hay là các tiểu thương, mấy anh chị đi bán bông bán dưa đồ này kia đó, cuối mùa mới chạy lại mua đồ mua đạt về để ăn Tết. Dưa hấu nè, bông nè, hoa nè, bán hơi chậm thiệt, nhưng mà các loại bánh, các loại mứt á, Nhân nói mọi người ha, quá trời luôn. Tiệm tạp hóa của gần nhà Nhân á là hầu như gom hết bánh kẹo, những cái loại hàng ký đó là sạch sành xanh luôn, chỉ còn loại trong hộp trong bịch thôi à. Hình con công này là có gì làm nấy, nhà bạn nào có nước ngọt thì mấy bạn còn làm, thí dụ như mà không có thì ra mua hộp bánh giống như Nhân này làm cũng được. Hôm trước xém nữa bị cọc rồi đó, trời đất ơi, để gì mà tùm lum tùm lê không có biết đường đâu làm luôn. Ai ngờ mở lên cái hình coi tới coi lui, trang trí trang bài thì cũng được. Thấy Nhân làm mấy bạn nhìn trên xích đu kìa, đồ đạc còn lượm thượm để một đống chưa có thời gian dọn dẹp nữa. Còn Nhân cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý đối tác, quý khách hàng cũng giống như là các bạn bè đã gửi cho Nhân những phần quà nhân dịp năm mới. Nhân mong là bước sang năm 2024 sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác với mọi người nữa. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chuông giao thừa đã báo, bước sang đầu năm 2024 rồi. Nhân chúc các bạn đang xem clip của Nhân sẽ được vạn sự như ý, phát tài phát lộc, bỏ qua hết những muộn phiền năm 2023 vừa qua. Nếu mà có điều gì đó chưa hài lòng về Nhân thì các bạn cứ thẳng thắn góp ý ha. Bây giờ Nhân là Nhân rồi, không có phụ thuộc vào ai nữa trơn. Kênh mình thì mình làm, mình thích những gì thì mình đăng cái lên đó, không có chịu sự quản lý của ai nữa trơn. Cho nên là kể từ gà sắp đi là tôi tới công chuyện với mấy bà. Lần cuối cùng Nhân chúc mọi người năm mới an khang vạn sự như ý. Cảm ơn những món quà Tết của mọi người nha, nhiều quá trời luôn.